Xin kính chào quý vị và bà con. Hiện tại Hà Bình Ngon đang đứng tại đường quốc lộ 32 Sơn Tây, Hà Nội. Đây là điểm đứng tại địa phận huyện Đan Phượng, Hà Nội. Hiện tại Hà Bình Ngon đứng là để giao hàng túi bao trái bưởi cho khách hàng ở Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bắc Ninh và Bắc Giang. Đây là khách hàng ở Thanh Hóa. Xã Thiệu Trung, Thiệu Hóa, Thanh Hóa. Đây là khách hàng ở Bắc Ninh. Ở Từ Sơn, Bắc Ninh. Đây là khách hàng ở Thái Nguyên. Đây là khách hàng ở Lục Ngạn, Bắc Giang. Túi trắng là bao da xanh. Đây là khách hàng ở Biển Động, Bắc Giang. Lấy thêm túi cho bao còn thiếu. Đây là khách hàng ở Lục Ngạn, Bắc Giang.